Trong cái bài Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường. Chỉ khi nào ta quán thấy trong từng sát na, trong đời sống hàng ngày, sắc là vô thường. Đức Thế Tôn nói sắc là vô thường. Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Thì khi nghe nói sắc là vô thường, người ta không có quán cái chữ vô vô th ư thưa thôi là thương nguyện thường. Người ta quán ngay trong tâm ta. Ta thấy cái sắc nổi á, nó có vô thường không? Lúc nhớ cha, lúc nhớ mẹ. Mà rồi thực sự ra mình nhớ những người thân của mình được bao lâu? Nhớ cha, nhớ mẹ được bao lâu? Nhớ chồng, nhớ vợ được bao lâu? Nhớ con được bao lâu? Hay là ta ích kỷ, thỏa mãn những cảm xúc dục lạc nơi bản thân? Ta cần có con vì ta thỏa mãn những cảm xúc dục lạc. Ta thích được ôm ấp. Ta thích ôm con tại vì ta thích, tức là ta ích kỷ. Ta thỏa mãn những cảm xúc dục lạc. Ta ăn vì ta thỏa mãn những cảm xúc dục lạc nơi mũi, nơi mắt. Chưa chắc đã đói, không ăn một ngày không chết. Nhưng mà cảm xúc dục lạc nó có, cho nên đúng giờ đó muốn ăn, mà muốn ăn ngon. Toàn là cảm xúc dục lạc, tức là thế giới được xây dựng ở trong cái nội tâm chúng ta toàn là cảm xúc dục lạc. Như vậy ta không có vô ngã, nó không có sắc, nó có thọ, thọ lạc, thọ khổ, khả ái, khả lạc, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Ta xây dựng cái năm uẩn để rồi ta bệnh, ta than sao con bệnh hoài. Tại vì xây dựng năm uẩn. Tại sao con rời được? Tại vì xây dựng năm uẩn. Ta xây dựng những cảm xúc dục lạc, thỏa mãn những cảm xúc dục lạc, ích kỷ. Ta chỉ muốn thỏa mãn những cảm xúc dục lạc của ta thôi. Cái ăn, cái ngủ là hai cái chính để thỏa mãn những cảm xúc dục lạc. Xây dựng năm uẩn tương tác để tiếp tục tái sinh. Mắt ta nhìn nó muốn làm cái này, mà ta không xét rằng sắc ngoại, sắc nội, rồi thọ tưởng hành thức. Ta chỉ muốn làm để thỏa mãn cái con mắt. Ta muốn nói, ta muốn thỏa mãn những cái khó chịu ở trong người, cho nên ta nói. Đấy, ăn và ngủ là hai cái chính để thỏa mãn những cảm xúc dục lạc, chứ không phải nhu cầu. Nhu cầu nó khác. Không ăn một ngày không chết. Nhưng mà tới bữa nó thèm. Cái tâm thèm á, là tâm tham, tâm si. Hai cái đó nó kết hợp, tâm tham với tâm si nó kết hợp thành là tâm thèm. Mà nếu không thỏa mãn được thì nó sinh ra tâm sân, khó chịu. Cho nên tham sân si cứ sinh tử luân hồi hoài, không bao giờ thoát. Tại vì ta có ngã, có năm uẩn, mà ta vô minh, ta không chịu tu tập để thấy rằng năm uẩn là giả. Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trình Như, ngài nói sắc là vô thường. Các ngài không có quán cái lời Phật đâu. Các ngài quay vào trong tâm xem sắc có thiệt là vô thường không, mà các ngài thấy quả đúng như vậy. Tức là khi nghe kinh như ngón tay thì quay vào trong tâm để quan sát, và nhờ sự quan sát
thẳm sâu, thấy quả thực nó như vậy và chứng ngộ, cho nên bước vào dòng thánh, buông được cái thành kiến. Ta đi tu mà ta còn phải sợ đói thì làm sao tu? Đức Phật 6 năm á, ngồi trong hang đá ăn có một cái hột mè, thưa chư vị, ngài mới thành Phật. Còn chúng ta đó, nào bột, nào sữa mà còn chưa yên, còn muốn thêm thế này thế kia nữa. Thực sự ra cái giới mà ăn không ăn phi thời á, là có duyên sự, nó không dính líu gì tới cái chuyện mà chứng đắc hết á. Quý vị có bệnh á thì cứ việc nấu cháo ăn, không sao hết á. Mà nhất là buổi sáng á, Đức Phật khuyên á, nên nấu cháo lỏng rất là tốt, làm cho nó nhuyễn đi, ăn rất là tốt, nó trị bệnh. Chư Tăng á, thường thường vậy không à, nhất là Chư Tăng ở bên phía miền Nam Việt Nam, các ngài đều dùng cháo buổi sáng, nó có lý do hết, trị bệnh. Chúng ta sống, chúng ta phải biết cái thân này nó hoạt động như thế nào, ta dùng nó như thế nào, và rồi ta sẽ chết, chắc chắn luôn, không có ai không chết đâu, chưa chứ vị. Chết rồi mang cái thân này theo à? Mà tại sao ta tiếc nó dữ vậy? Bây giờ ta phải bồi dưỡng nó, ta phải ăn, phải ngủ, thỏa mãn những cảm giác dục lạc, chứ nó có ích lợi gì đâu. Không ăn tuần không sao. Ở trong đạo tràng này có những vị đã từng không ăn 10 ngày, đi tu theo khóa 10 ngày, sư hướng dẫn là không ăn 10 ngày, không sao hết á. Sư thấy giờ cũng khỏe, mập mạp á, vui vẻ nữa. Rồi có thường thường á, ở Tuệ Tâm đều có tổ chức thiền xuyên đêm, ta ngồi thoải mái, không có vấn đề gì hết á. Phải biết sợ sinh tử. Còn có thể dung dưỡng cái thân, mà thực sự dung dưỡng cái thân là dung dưỡng cái gì thưa chư vị? Cảm xúc dục lạc. Ta chiều cái cảm xúc dục lạc, để rồi ta sanh về cảnh giới dục lạc. Hằng ngày cái tâm á, nó ưa thích cảnh giới dục lạc, thì khi chết nó sanh về cảnh giới dục lạc, thưa chư vị. Nó thích ăn, thích ngủ, trong cái ăn nó có mùi, có sắc, có vị, nếm nó thích, ngửi nó thích. Cái ăn đó nó không quan trọng đâu thưa chư vị. Ăn nhiều, ăn ít, ăn ngon, ăn dở không quan trọng. Mà cái thích nè, tức là cái tâm dính mắc. Cái tâm thích đó, tức là cái tâm dính mắc. Tâm ghiền á, si mê, tham đắm nơi những cảm xúc dục lạc. Và chính những cái tâm này dẫn ta vào sinh tử luân hồi. Mắt nhìn thấy không ưa hoặc là ưa, tai nghe ưa hoặc không ưa, khả ái khả lạc, mũi ngửi, rồi miệng nếm vừa không vừa, thích không thích, đều dẫn tới sự chấp thủ. Chấp thủ là năm muộn để sinh ra cái thân, để tiếp tục tái sinh. Năm muộn là định kiến, nó có gì đâu. Tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Vậy chúng ta tu cái gì đây? Tu rồi để hằng ngày tăng trưởng bản ngã. Đấy. Tu để hằng ngày thêm, chứ không có bớt. Như vậy ta tu cái gì? Thưa chư vị, phải tự xét lại, để xét lại cái lối tu của mình. Tụng kinh được phước, miệng thơm tho, nhưng kiếp sau làm cái con gì mà có miệng thơm là chuyện khác. Cúng dường hoa cho Phật, kiếp sau mặt đẹp, nhưng là cái con gì mà mặt đẹp nó khác. Có nhiều loại con chim á, cái lông nó đẹp lắm,
Nhờ kiếp trước nó cúng dường hoa cho Phật đó. Đức Phật nói cho tới ngày nào quý vị thấy được ngã là không, đạo Phật là vô ngã, năm uẩn là không, thì quý vị mới buông được cái thân kiến. Mà thân kiến nó gồm có gì? Cảm xúc dục lạc, cái ăn cái ngủ, và gom chung lại chỉ có cái thích với cái ghét à. Tôi thích ăn món này, tôi không thích ăn món kia. Tôi thích nghe người này, tôi không thích nghe người kia. Tôi thích tu kiểu này, tôi không thích tu kiểu kia. Tất cả chỉ là thích và ghét. Thích lần sau kéo vào thêm nữa, ghét lần sau đẩy ra tránh né. Đó là trạng thái của tâm. Mà tu Phật tức tu tâm là tu cái này này, tu cái đẩy ra kéo vào này. Buông đi, nó không có thật. Ánh trăng dưới đáy nước, đồ chơi quý vị đang chơi là đồ giả không à, có phải đồ thiệt đâu. Mấy đứa nhỏ nó chơi game á, bố mẹ rầy, mày chơi đồ giả. Nó nói lại với sư á, nó đâu dám nói với bố mẹ. Nó nói sư ông ơi, bố mẹ con nói sai rồi, bố mẹ con mới chơi đồ giả, con chơi đồ thiệt. Con chơi cái game ở trên màn hình con thấy thiệt, còn bố mẹ con chơi đồ giả không à. Sư ông nói hoài đó, bố mẹ con chơi theo cảm xúc dục lạc, ưa thích ghét buồn vui, để rồi sinh bệnh sinh phiền não. Có nhiều lúc mẹ con nó ngồi than thở, con không dám nói, con không lẽ con lại con nói lời của sư ông. Nó mẹ ơi, quăng cái buồn đi. Nhưng mà con không dám nói, nói cái mẹ con không cho tiền con ăn sáng, cho nên con không dám nói. Tụi nó nhắn tin lại với sư vậy đó. Nói sư ông bữa nào nhắc cho mẹ con, cho bố con á, biết là bố mẹ con đang chơi đồ giả không à, không có đồ thiệt. Con à, chơi game mới là chơi đồ thiệt. Đấy, quý vị cãi nhau với nó đi. Chúng ta đang chơi đồ giả không à? Cảm xúc dục lạc mà chúng ta cứ tưởng là thiệt. Đấy. Cảm xúc dục lạc mà chúng ta cứ tưởng là thiệt. Cho nên chúng ta khổ đau. Cảm xúc dục lạc. Thế tỉnh giấc mơ đi quý vị. Tỉnh giấc chiêm bao đi. Chiêm bao bao nhiêu kiếp rồi. Rồi kiếp này cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn chiêm bao rồi. Thay đổi tư duy, thay đổi cách sống. Buông bớt những cái sự chấp thủ. Thấy rất rõ các thứ đều là đồ giả, không phải đồ thiệt đâu. Nó đều là sắc thọ tưởng hành thức. Nó đều là năm uẩn. Năm uẩn tương tác. Và Đức Phật nói năm uẩn tạo hành nghiệp. Cái thân này tạo nghiệp nè. Đi là tạo nghiệp, đứng là tạo nghiệp. Làm sao hết tạo nghiệp? Chánh niệm. Đi biết đi, đứng biết đứng, thở biết thở. Thở dài biết thở dài. Luôn luôn trú tâm vào hơi thở. Hễ có tham biết tham, hễ sân biết sân. Thì đó là tu. Tu đơn giản lắm quý vị. Phật cũng tu thế, các chư thánh tăng cũng tu thế. Ngay cả các vị chứng A-la-hán các ngài đều nói, các ngài luôn luôn trưởng dưỡng, nuôi dưỡng cái chánh niệm, không rời chánh niệm. Các vị thánh tăng mà còn vậy, chúng ta là cái gì? Chúng ta phải bắt chước các ngài thôi, luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nếu không có chánh niệm thì hỏng. Chúng ta chạy theo cảm xúc dục lạc, phục vụ cho cảm xúc dục lạc. Mà như vậy chúng ta ích kỷ, chúng ta không thương chúng ta, mà chúng ta cũng không thương ai hết á. Nói rằng tôi thương vợ, thương chồng, thương con, đúng không? Phục vụ cảm xúc dục lạc. Xét lại cho kỹ đi. Ta toàn phục vụ cho cảm xúc dục lạc. Ta rất là ích kỷ. Và phải thấy như vậy thì mới chuyển hóa thành tâm từ được. Mới có tâm từ. Phải thương mình, thương người thì mới có thể giải thoát. Hằng ngày chúng ta ở nhà, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tu, không có. Chúng ta ích kỷ, cảm xúc dục lạc.
Trên thế giới này cả hàng tỷ người, người ta đang đói, đang khát, không có bữa ăn. Chúng ta may mắn mà chúng ta đang lạm dụng cái phước của chúng ta. Mà nếu lạm dụng thì kiếp sau nó ra sao, thưa chư vị biết hết rồi phải không? Thôi cố gắng tu tập đi. Sư hôm nay nhắc nhở quý vị chút xíu vậy thôi. Có người than thở với sư thì sư nhắc nhở, hễ lúc nào còn có ngã còn sanh tử luân hồi. Tu làm sao cho nó dẹp bớt cái ngã đi, bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt tôi là, tôi thấy, tôi nghe. Thực sự là ta đang phục vụ cái cảm xúc dục lạc. Ta rất là ích kỷ, ích kỷ ngay đối với bản thân chúng ta. Đã sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp rồi mà không có sợ. Và cũng không sợ là trong tương lai á, 1 tỷ kiếp nữa sẽ làm chó làm mèo, cũng không sợ luôn.